Là doanh nghiệp hoạt động vào tháng 1 năm 2020, cơ sở sản xuất sản phẩm pate chay Minh Chay là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối Sống Mới đã phải thực hiện đầy đủ quy định về điều kiện an toàn thực phẩm, tự công bố sản phẩm cũng như các bước lấy mẫu kiểm tra chất lượng sản phẩm. Kết quả kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm của đơn vị này được xếp loại B, tức là cơ bản đáp ứng được các yêu cầu về an toàn thực phẩm và đủ điều kiện hoạt động, nhưng có một số lỗi nhỏ, còn lại tất cả đều đạt tiêu chuẩn trong các đợt kiểm tra. Đây là cơ sở sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối Sống Mới, đơn vị sản xuất pate Minh Chay tại thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Ngay sau khi có yêu cầu dừng sản xuất, các đơn vị chức năng đã yêu cầu đóng cửa. Trao đổi với phóng viên VTC, chính quyền địa phương cho biết công ty này đặt trụ sở tại gia, tức là tại nhà của chủ công ty vào tháng 3 năm 2020. Theo quy định, chính quyền địa phương đã kiểm tra các thủ tục hành chính vào tháng 6 vừa qua và không phát hiện sai phạm nào. Thời điểm kiểm tra thì cơ sở cũng đã xuất trình giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là các cái công bố về tự công bố về sản phẩm. Cái thứ hai là về đội ngũ nhân viên, các cái giấy khám sức khỏe của nhân viên cũng như là các cái điều kiện bảo hộ, quy trình bảo hộ rồi là quy trình sản xuất. Trước vụ việc sản phẩm pate chay Minh Chay gây ngộ độc, Phòng Y tế huyện Đông Anh cũng đang thực hiện việc giám sát dừng sản xuất của cơ sở này theo yêu cầu của Sở Y tế Hà Nội. Đơn vị này cũng cho biết, trước khi phát hiện có vi khuẩn yếm khí tạo độc tố là Clostridium botulinum trong pate Minh Chay, Phòng Y tế không lấy mẫu và không kiểm tra thường xuyên sản phẩm của công ty bởi họ đang thực hiện đúng chức năng và quyền hạn được phân cấp. Khi mà hoạt động lấy mẫu là hoạt động thường quy của công ty, khi mà thực hiện các công bố sản phẩm thì là nộp hồ sơ công bố và thực hiện lấy mẫu là phải gửi về Chi cục Nông lâm Thủy sản là cơ quan chủ quản cấp phép cho công ty Minh Chay. Việc này là thực hiện hàng năm. Sau khi có thông tin cảnh báo về sản phẩm pate Minh Chay, ngày 30 tháng 8, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã chỉ đạo Chi cục Quản lý Nông lâm và Thủy sản phối hợp với các đơn vị liên quan của huyện Đông Anh làm việc với doanh nghiệp. Đây cũng là đơn vị thực hiện việc chứng nhận điều kiện an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất thực phẩm Nông lâm Thủy sản cho công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối Sống Mới vào ngày 27 tháng 12 năm 2019. Và đến ngày 2 tháng 1 năm 2020, Chi cục đã ra thông báo về công nhận kết quả kiểm tra thẩm định xếp loại B, yêu cầu cơ sở thực hiện một số nội dung và được chứng nhận điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. Thứ nhất là lỗi về kết cấu, lỗi về kết cấu và lỗi về cái diện tích nó còn nhỏ. Cái thứ hai là lỗi về nguồn gốc nguyên liệu. Tại thời điểm kiểm tra thì cơ sở cũng chưa xuất trình đầy đủ hồ sơ nguồn gốc nguyên liệu. Thì đây là hai cái lỗi nặng mà công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối Sống Mới còn tồn tại. Bên cạnh đó thì còn một số lỗi nhẹ nữa. Tuy nhiên thì những cái lỗi này đã được chỉ ra trong biên bản và yêu cầu công ty khắc phục. Căn cứ theo quy định và thẩm quyền, ngày 25 tháng 5 năm 2020, đơn vị này đã lấy mẫu giám sát hai sản phẩm là pate chay và ruốc nấm cháy tỏi để kiểm tra các chỉ tiêu như đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, chất bảo quản. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy hai mẫu sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các chỉ tiêu phân tích. Và theo kế hoạch, đến tháng 9 này sẽ tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Phóng viên cũng đặt ra câu hỏi, chi cục có kiểm tra đột xuất hay không? Đơn vị này cho biết, theo quy định, việc kiểm tra đột xuất chỉ thực hiện khi cơ sở có dấu hiệu vi phạm về quy định an toàn thực phẩm. Theo quy định của ngành nông nghiệp, mà theo quy định chung, thì chúng ta kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm. Còn không thì chúng ta phải xây dựng kế hoạch kiểm tra theo cái tần suất quy định từng ngành. Ví dụ như ngành nông nghiệp, cơ sở xếp loại B, thì chúng ta sẽ quay lại kiểm tra trong vòng 1 năm. Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản Hà Nội hiện đã tạm dừng hiệu lực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đồng thời tạm dừng hiệu lực 13 bản tự công bố sản phẩm của công ty đến khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan quản lý có thẩm quyền.